Làm việc thì toát mồ hôi, trong lòng luôn nghĩ tới nơi nhà hàng. Làm ít ăn ít cũng dư, làm nhiều ăn lắm chẳng dư đồng nào. Ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Con cá không ăn câu, nghĩ rằng con cá dại. Xách câu về nhà, nghĩ lại con cá khôn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ăn nắm xôi dẻo, nhớ nẻo nhà hàng. Chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sự vẻ vang bằng tiền. Bút kia thì phải cậy thầy, vùng kia cậy bạn thì mày mới nên. Gặp nhau ăn một miếng trầu, gọi là chút nghĩa về sau mà chào. Cơm ăn không hết thì teo, việc làm không hết thì kêu láng giềng. Lưỡi sắc như gươm, lời nói cay nghiệt mang tính sát thương, như dao như gươm đấm vào người khác vậy. Một câu nhịn, chín câu lành, ý nói nhịn một câu trời yên biển lặng. Lạ sao nết nói nết cười, nết sau lại khiến cho người muốn thương. Đó là cái duyên được tu tạo từ bản lĩnh của chính bạn. Kim vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Người khôn ngoan, họ không thốt ra những ngôn từ bẩn bựa nặng nề. Sẩy chân gượng lại còn vừa, sẩy miệng biết nói làm sao bây giờ. Nếu bị trượt chân té ngã thì chúng ta có thể đứng dậy được, còn lỡ lời nói thì làm sao có thể rút lại được. Ai ơi xin chớ nặng lời, bụt kia có mắt, ông trời có tai. Câu này răn dạy con người, đừng buông lời hạ nhục, phỉ báng người khác. Ắt sẽ có ngày gặp quả báo vì lời nói hôm nay. Nói người phải nghĩ đến ta, sờ lên sau gáy xem xa hay gần. Ý nói, nếu bạn buông lời mai mẻ người khác mà không biết nhìn lại bản thân thì chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Người khôn, câu nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng, nửa lo. Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Ý nghĩa của câu này là, điều gì mình biết thì nói, không biết thì yên lặng mà nghe. Khuyên người không nên nói bậy bạ những điều ta không hiểu rõ. Kẻ tám lạng người nửa cân. Tại sao so sánh giữa tám lạng và nửa cân? Đó là ngày xưa người ta tính một cân bằng 16 lạng. Do đó, nửa cân bằng tám lạng, thành ra mới nói có câu can dao tục ngữ, kẻ tám lạng người nửa cân là vậy. Ý nghĩa là hai bên ngang ở nhau, không ai kém ai. Vào thời mà người xưa còn tính theo kiểu một cân là 16 lạng ấy, có hai hiệu buôn gạo trong một huyện nọ. Một hiệu buôn tên là Vĩnh Sương, còn hiệu buôn kia tên là Phong Dụ. Ông chủ hiệu buôn gạo Phong Dụ thấy thời buổi chiến tranh loạn lạc, làm ăn khó khăn nên bèn nảy ra một sáng kiến kiếm thêm tiền. Một hôm vì không muốn đám đông gồng gó nên ông mời một bậc thầy cân lượng đến nhà mình và nói với bậc thầy ấy rằng phiền thầy chỉnh lại cho vạch cân sao cho cân. Một cân là 15 lạng rưỡi, tôi sẽ trả ngài thêm một số tiền. Bậc thầy về cân lượng này nhìn thấy số tiền là quên hết đạo đức nghề nghiệp nên vui vẻ đồng ý ngay. Ông chủ hiệu buôn nói xong thì để bậc thầy một mình ở lại trong sân để chỉnh cân, còn mình thì thong thả đi ra cửa hàng tiếp tục buôn bán. Ông chủ hiệu buôn gạo này có 4 người con trai, các con đều phụ giúp ông trông coi cửa hàng. Cách đây 2 tháng, con trai út cưới vợ là con gái của một trưởng tư thục. Cô con gió mới đang kêu thủa trong phòng, tình cờ nghe được cha chồng nói với bậc thầy cân lượng. Sau khi cha chồng ra ngoài, cô con dâu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vội vàng bước ra khỏi gian phòng nói với bậc thầy cân lượng rằng cha tôi già rồi, chắc có chút hồ đồ lẩm cẩm, vừa nãy nhất định nói nhầm. Thỉnh ngài chỉnh một cân là 16 lạng rưỡi, tôi sẽ gửi ngài thêm 2 số tiền nữa. Có điều ngài đừng để cha tôi biết nhé. Vì được thêm 2 số tiền nữa nên bậc thầy cân lượng đã đồng ý với cô con dâu. Chiếc cân giới định lượng một cân 16 lạng rưỡi
rất nhanh đồng hành tấn và bậc thầy cũng cân lượng cũng không nói về sự thay đổi này. Vì người chủ hiệu buôn gạo đã nhiều lần nhờ bậc thầy chỉnh cân nên ông rất tin vào ông ta, bèn mang chiếc cân ra sử dụng ngay trong ngày. Chẳng bao lâu việc kinh doanh của hiệu Phong Vũ phát đạt hẳn lên, ngay cả khách quen của bốn gạo Vĩnh Xương cũng ùn ùn kéo đến, hết người này đến người khác chuyển qua mua gạo Phong Vũ. Qua một thời gian nữa, người ở phố Đông, người ở phố Tây, hầu như ai ai cũng đều bỏ từ mọi nẻo đường đến Phong Vũ mua gạo. Lúc này không cần phải nói, hiệu bốn gạo Vĩnh Xương ở ngay đối diện thì vô cùng vắng vẻ. Đến cuối năm, hiệu bốn gạo Phong Vũ làm ăn phát đạt, còn hiệu Vĩnh Xương không thể duy trì được nữa, đành phải sang nhượng lại chùa hàng cho ông chủ Phong Vũ. Vào đêm giao thừa năm ấy, khi cả gia đình quây quần bên nhau cùng ăn rủi cảo, ông chủ hiệu buôn cao hứng bèn đổ mọi người xem có ai có thể đón đúng bí mật phát tài của mình. Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói rằng ông trời phù hộ, có người cho rằng ông chủ quản lý tốt, có người nói do vị trí phong thủ tốt, có người cho rằng đó là công sức của cả gia đình. Ông cười ha ha và nói: "Ai cũng nói sai cả rồi. Chúng ta dựa vào cái gì để phát tài nhỉ? Đó là dựa vào cái cân của chúng ta định một cân là 15 lạng rưỡi, cứ một cân gạo bán ra thì thiếu đi một nửa lạng. Mỗi ngày bán vài trăm đến vài nghìn cân thì kiếm thêm vài trăm đến vài nghìn quan tiền. Ngày tích lũy, tháng tích lũy, vậy là chúng ta phát tài rồi." Sau đó, ông kể lại câu chuyện hồi đầu năm đã trả thêm một số tiền để chỉnh lại cái cân cho cả nhà nghe. Con cháu nghe xong, ngạc nhiên đến mức quên cả ăn rủi cảo. Sau giây phút bất ngờ, cả nhà đều nói, ông thật cao minh biết mấy, ông thầm kiếm thêm được rất nhiều tiền chẳng hề lộ tung tích. Ngay cả người trong nhà cũng không ai biết chuyện này. Ông chủ hiệu buôn đắc ý, vừa cười kha kha, vừa nhàn nhã vuốt râu hết lần này đến lần khác. Lúc này, cô con dâu thứ tư mới từ từ đứng dậy và thưa với cha chồng rằng: "Con có một chuyện muốn nói với cha. Trước khi nói, mong cha hãy tha thứ lỗi cho con." Đợi cha chồng gật đầu, cô con dâu mới từ tốn kể lại cho gia đình nghe câu chuyện đầu năm. Đã thêm 2 số tiền để thay đổi một cân thành 16 lạng rưỡi. Cô nói: "Cha nói đúng, cha kiếm tiền cứ cái cân. Cân của chúng ta nhiều hơn nửa lạng. Khách hàng biết rằng hiệu buôn chúng ta thật thà, có hậu, họ đều muốn mua gạo của chúng ta, thì tất nhiên kinh doanh của chúng ta sẽ phát đạt. Mặc dù mỗi cân gạo lại ít đi một chút, nhưng lợi nhuận sẽ lớn hơn khi chúng ta bán được nhiều hơn. Chúng ta dựa vào thành thật mà phát tài ạ." Mọi người càng kinh ngạc và há hốc, không gian chợt im bặt, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ ông chủ hiệu buôn không tin chuyện này là thật, bèn lấy cái cân bán gạo mỗi ngày ra kiểm tra thử. Quả thật, một cân 16 lạng rưỡi. Ông ấy ngẩn cả người, không nói một lời nào, chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình. Sáng hôm sau, ngay khi cả nhà dùng bữa sáng đầu năm xong, ông chủ hiệu buôn tập hợp cả nhà lại, rồi chậm chậm tháo chiếc khóa cửa hàng ở thắt lưng ra và nói: "Ta già rồi, lẩm cẩm, vô dụng rồi. Ta đã nghĩ về chuyện này cả đêm qua, nay quyết định giao lại chìa khóa cửa hàng cho con dâu thứ tư quản lý. Từ nay về sau, mọi người đều phải nên nghe lời cô ấy đấy. Chịu thiệt không phải là việc xấu, chịu thiệt là phúc. Thiện hữu thiện báo là có thật. Mỗi người đều là cán cân chênh lệch giữa hai nửa lạng ấy, trong lòng mỗi người thấu tỏ như gương. Chúng ta kinh doanh bất kể ngành nghề gì đều phải chú ý đến thật thà, gây dựng chữ tín. Trước mắt như là thiệt thòi nhưng sẽ kiếm được khách hàng bền lâu, lợi nhuận từ đó mà ra. Thật thà thì thắng to.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn.